Xin chào mọi người, lại là Toàn đây, mình đã quay trở lại. Và mình sẽ review cho mọi người biết về cái giống mà giống sen kia. Đó là Red Dragon, là rồng đỏ. Cái lá này bị sao đây? Bật luôn. Hư à. Thì ở trên cây này là nó đang có một bông đang nở và một cái nụ chắc khoảng 2 ngày nữa nó sẽ nở. Thì mọi người thấy là nó cái nụ của nó nha. Đây, mọi người xem. Cái nụ của nó nhìn đỏ đỏ như thằng drop luôn. Nhưng mà nó nhọn hơn một tí. Cái này nó nhọn hơn một tí, còn thằng drop nó tầm như vậy thì nó sẽ bị lùn lại, nó sẽ bầu lại. Này còn khi cánh của nó này. Đây, mình focus lại cho mọi người. Đấy, cánh nó như kiểu là một cái đuôi con rồng vậy á. Giống như cái đuôi con rồng mà của thằng châu Âu chứ không phải rồng châu Á đâu, những cái đuôi nó tua vậy. Mình thấy mỗi cái con này là người ta đặt tên hay thôi, Red Dragon. Đó, loại này rất là sai luôn. Nó sai nha. Nó sai bông luôn á. Y như drop vậy mà nó đẹp hơn drop. Nó bền hơn drop nhá, thằng này phải được tầm 5 ngày á. Và nó cũng sẽ tạo hạt, nó cũng có tạo được hạt. Nó cũng tạo được hạt nhưng mà hơi khó hơn một tí. Đây, cho mọi người xem. Này, cái này là nó đuôi vậy này. Cũng là nó luôn á. Đó, cái bông hoa rất là xinh luôn, Red Dragon. Loại này năm nay cũng là vẫn còn hot nhá. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2021. Mình đang nằm trong dịch khá là nghiêm trọng. Nhưng mà chỗ mình thì đang ok. Ý là xung quanh mình bán kính khoảng 100m thì ok. Đây, mình sẽ cho mọi người nhìn qua bên cái đây. Này nhiều cánh hơn là drop nhá. Mà khi mà nó dựng lên á. Nhìn ghiền luôn. Mình sẽ cho mọi người xem cái vườn sen của mình. Hơi mờ nha mọi người. Hơi mờ. Điện thoại của mình cũ bác quá. Bên kia có bông đỏ kìa. Nó là Red New Zealand gì á. Mình sẽ đính chính nó tên sau trong clip mới và mình sẽ dừng cái clip. À, hay mình lại review luôn ta. Ok, mình sẽ review bông New Lace. Cái tên này nó rất là khó đọc luôn. Mình sẽ để ở cái dưới phụ đề của thằng ấy. Cái này lại là một dòng đỏ nữa. Cực đẹp. Cái nụ của nó đang nhát nhau luôn. Y như thằng Rob. Mình đã nhầm lẫn với thằng này là với thằng drop, nhưng mà đến lúc mà nó nở bông thì mình mới biết nó là không phải drop. Nó cao hơn drop nha mọi người. Cao hơn một tí. Mà cánh nó xịn hơn, loại này xịn hơn drop nhiều. Đỏ này. Ở trong là cánh kép. Đây cho mọi người xem. To hơn drop luôn, loại này to hơn drop. Đang tạo hạt này, nó có tạo hạt nhé. Hôm qua mình đã ấy là mình thụ phấn cho nó rồi, và nay nó vẫn nở. Loại này lâu nhá, loại này lâu đấy mọi người. Loại này lâu đấy. À, theo mình biết thì nó được tầm khoảng 7 ngày lận, cũng rất là xinh đúng không? 7 ngày cũng rất là xinh rồi. Đây là một trong những dòng đỏ rất là đẹp, à, dòng sen trung, rất là sai nhá, sai bận. Sai bông luôn đấy, nó là sai bông đấy. Này trên này mọi người thấy là một cái nụ một cái bông nha. Đây là một cái ấy nó vừa tạo nha. Cả ở dưới này nữa này. Đây cho mọi người xem. Rồi. Đấy, cái nhỏ mình đang ấy là nó bữa nọ nó còn nụ ấy, nhưng mà nó bị đuôi. Do nó chưa đủ dinh dưỡng ấy. Đấy, rất là đẹp, loại này rất là đẹp luôn. Này cái bông red ở đằng xa nhìn thấy đã rất là gần đằng xa nhìn, ở ngoài nhìn đã lắm kìa. Cái điện thoại của mình nó cũ bắp ấy, điện thoại của mình nó cũ bắp á, nên mọi người không thấy được cái vẻ đẹp của nó, chứ ở ngoài nhìn đã lắm, rất là đẹp tuyệt luôn. Thôi, hôm nay mình giới thiệu qua cho mọi người dòng red dragon với dòng new gì con mẹ nó quên mất tên rồi. Mình sẽ đính chính sau. Chào mọi người.